Alo. Alo, anh Kiên hả? Đang đâu vậy? Đang ngủ. Em mới bị bắn, đang đâu vậy? Ra cứu em cái. Gì? Từ từ đi. Ngủ tiếp đây. Anh em con á đù. Alo. Alo, cho nè. Đang bị bắn ngoài này nè. Ra cứu cái. Đang ở đâu? Ngoài đây nè. Ra nhanh đi. Nhanh nhanh nhanh. Từ từ ba. Rồi ok, anh xuống liền. Hey. Qua. Qua qua đây cứu. Ờ. Má tức quá, nãy kêu đặt con kêu để chạy qua đó. Trời ơi, miêu tả dở dàng mà biết được. Trời ơi, nó kiếm chuyện tôi. Ờ, giỏi thử làm đi, ai đoán được không? Dạ, ok, chấp nhận thử thách nha. Đi, đi, đi. Editor. Hello. Chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với kênh Heavy và mình là Kem Sai đây. Mình là Kim Cho. Kim Bảy. Hai viên kia phải tư. Ok, hôm nay chúng ta sẽ chơi đường hình bắt con keo trên nền trơn trượt. Wow. Ok, và sau đây là luật chơi. Bốn bạn sẽ chia làm hai đội. Một người đoán và một người đưa ra gợi ý. Người đưa ra gợi ý đứng trên tấm bạt xà bông, chỉ được dùng hành động và không được nói. Người gợi ý sẽ bốc thăm hình ảnh bom keo ngẫu nhiên. Mỗi đội có hai lượt chơi, mỗi lượt có một phút để đoán. Đội nào đoán đúng nhiều hơn sẽ giành chiến thắng. Em với là bạn. Ok luôn. Qua đây, qua đây, qua đây, qua đây. Chào. Chấp. Chấp. Rồi, đội của Kiên và của Cho là gì? Cho 74. Cho 74. Và đội của các em. Bạn em. Nani. Bạn em. Hợp lý, chấp 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 chấp. Chấp người già thì trước. Đúng 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 đúng, đi 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 ra bắt lên. Đến ngay với vòng đầu tiên. Vòng 1. Vòng của đôi. Cho 74. Bắt đầu. Bắt đầu. Thêm 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 thêm. Ôi bạn ơi. Không ý. Thế á? Ừ. Bởi lo lúc mà ta làm. Cái đứa xin lỗi chết. What the hell? Ok, chiến thắng cái này đấy. Tiếp, bắn tiếp. Cái nút. Bông keo của dài à? Bruh. Cái nút. Bông keo là vừa. Cái nút không được nói. Bông keo không được. Bông keo là xe à? Bông keo là viên của đỉnh dư. Bông keo là bông keo hay em đâu? Bruh. Rất mất thời gian từ nãy giờ. Hình như ta chưa có con keo đó. Ok là ta biết. Ok là ta biết. Một qua. Chúng ta lát được con rồi đấy. Trời ơi bảo tóc mà. Gì vậy má? Thank you.
Con cao ăn pizza đơn. Con cao. Look at this dude. Hello, mà trước giờ chưa thấy bà con keo nào mà ở trong đây luôn á. Gian lận của đội bài. Ok, tổng vừa rồi các em sẽ chỉ được tính là một điểm thôi.
Con kêu ra đâu? Zero nine. À, con kêu tâm miệng. À, con kêu dâu à? Vâng, vậy là team mình đã giành chiến thắng rồi.
cũng là clip Heavy tới đây cũng đã kết thúc. Cảm ơn mọi người đã xem hết clip. Đừng quên là đăng ký kênh Heavy, Heavy Free Fire cũng như các thành viên trong Heavy. Và mọi người có thử thách gì hãy nhớ comment dưới phần nhận xét nhá. Và bây giờ chính là hình phạt của đội bên kia, bên kem. Và mọi người được chỗ mình yên cho mình phải.